Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Tên là Sang hả bạn ơi, nhưng mà nick Facebook đó là Trần Lan. Cây có kiển lá rất là nhiều luôn nè. Có mấy con vịt dễ thương lắm bạn. Ồ, chim đẹp quá, lát nhà Lan đi giới thiệu mới được. Mới sưu tầm đó anh. Mới sưu tầm hả? Bữa mới đi ốp gà Sirama nay về dính luôn. Ốp gà về là dính luôn đó. À này giống cà phê cái thức trộn quá. Quá trời trái. Quá đẹp, cây cái gì em? Cây Vita Glorium. Và cái đó. Cái này hồi trước là 20 mấy triệu nè. Một lá. Một lá 20 mấy triệu. Nghĩ tới thấy lên tụng cái áp á. Bộ môn mới của môn em. Môn mới hả? Bò cá hả? Cá thủy bao nhãn. Thủy bao nhãn đọc không các bạn? Mình nuôi chung nhiều loại nha, nó cũng ghép cặp bình thường luôn. Dạ. Cái màu đọc quá à. Mấy triệu con hả? Chim cung trái cây. Cung trái cây hả? Trái cây đầu đen. Còn dưới đó là con mái, còn trên cái thau là con trống. Đúng rồi, con trống nó bự con hơn mái. Hôm nay 18. Ừ, cũng 20 ngày, tuần lễ nữa các bạn. Bộ này tự động sẵn luôn. Nó canh nhiệt, tự canh ẩm, dư thiếu rồi các bạn. Thành ra chứng dịch, chứng thủy cầm á là nó ấp khó hơn trứng gà. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay ghé thăm nhà của bạn Trần Lan ha. Em Trần Lan, rất là mát luôn, rất là nhiều cây cối. Em cũng đủ môn hả Lan? Dạ. Tên là Sang hả bạn ha, nhưng mà nick Facebook đó là Trần Lan. Nói tên nick cho mọi người dễ nhận ra. Chứ tên nick với lại tên ở ngoài nhiều khi nó không có nhìn, không biết là ai với ai luôn. Có cây có kiển lá rất là nhiều luôn nè. Lát mình sẽ nhờ Lan đi. Lan đang dọn dẹp, tắm rửa rồi. Cho nó. Rồi có chim. Có mấy con vịt dễ thương lắm bạn. Ồ, chim đẹp quá, lát nhờ Lan đi giới thiệu mới được. Ok, hello em. Tết nhất chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ. Tết nhất chuẩn bị tới đâu rồi? À, cũng quanh quẩn sân vườn vậy thôi anh. Không okay. Đi đâu. Trời, đâu có mấy cinema nữa. Dạ. Mới sưu tầm đó anh. Mới sưu tầm hả? Bữa mới đi ốp gà Sirama nay về dính luôn. Ốp gà về là dính luôn đó. Một đợt 4 cái hả? Dạ. 4 mái hả? Ba con mái con. Ba con mái. À, ba con mái con. 2-3 tháng gì đó. Ờ, thích gà ô hả? Chơi ô không à? À, chơi ô thôi à. Hình như em chơi cây này cũng lâu dạ, rồi ha? Dạ. Đời đầu hả? Đời đầu. Đời đầu ăn nhiều. Đời đầu ăn nhiều. Ra biển khơi luôn. Ra biển chưa về đó. À, cây này cây gì có chuỗi giống trứng gì á? À, trái nó, trái nó. Trái á. Chùm mới đẹp nè. À, này giống cà phê cái cứt trộn quá. Quá trời trái. Quá đẹp, cây cái gì em? À, cây Vita Glorium. Vita Glorium. Đây, đột biến à? À, cái đó đột biến cái dâu. Dâu ngắt. Dâu hả? À, dạ. Đẹp quá. Mát ha, vườn làm gì mát. Mấy này có phải đột biến không em? Dạ, cũng đột biến đó. Và cái đó. Cái này hồi trước nè, 20 mấy triệu nè, một lá. Một lá 20 mấy triệu. Ừ, bây giờ là rất là rẻ. Giờ không dám nghĩ tới nó nhiều luôn. Nghĩ tới thấy lên tụng cái áp á. Lên tiền. Chứ 20 triệu một lá đó, kinh dị. Cũng bị gọi là giá cũng bị bơm lên quá ha. Dạ. Đang hot mà. Không, cái lúc mà chưa bơm thì nó cũng mắc lắm. Ừ. Rồi cái xong rồi nó ngơi khoảng chừng 3-4 lần thôi. Này cá gì em? À, mới á. Bộ môn mới của môn em. Môn mới hả? Dạ. Con cá à? Cá thủy bao nhãn. Thủy bao nhãn đọc không bạn? Dạng ha. Ờ, dạng. Hai con mắt đó các bạn thấy không? Thủy bao nhãn. Anh thò tay anh cầm lên được á. Nhưng mà không biết anh có bị đánh không được đâu. Không, nó dạng mà chắc thôi đi cho nó chắc đi em ơi, không phải quy tắc cộng đồng nhiều khi ngộ lắm, nhiều khi bị ăn đạn kỳ cục lắm. À, thấy ghét không? Trời ơi, ủa cái con cá này là cái hai cái cục nó càng bự là càng đẹp hay sao? Nó càng lớn nó càng bự hơn, càng lớn càng bự lên. À, hai bên bằng nhau không có bị chinh là đẹp. À, không có niễn này, như con này niễn nè. Ừ, có con cái bên bự bên nhỏ. Ừ, nó xấu. Đây này anh này đều nè. Tiểu ha, hàng mắt nó lúc nào cũng dòm lên trên đó chứ nó không có dòm dưới. Dạ. Nè. Nè, lúc nào dòm trên nè. Đúng là quái thiệt. Thiên nhiên kỳ thú á. Ồ, con cá này là gọi là tự nhiên không hay là tự do nhiên con người lai tạo? Tự nhiên á, nó nhiên. Của giống này của Trung Quốc mấy trăm năm trước thôi. À, của Trung Quốc hả? Cả ngàn năm luôn. Ừ. Giống xưa rồi. Vậy là gốc nó như cũng gốc ba đuôi hết rồi. Ừ, nó cũng là cái cá ba đuôi, một ngoại riêng của nó đó chứ không phải lai tạo gì. Hay ha, nó có nhiều màu không em? À, cũng có đốm, có này nọ nữa. Ừ. Cũng có nhiều. Mắc không?
mấy chục ngàn con à. Cũng rẻ quá, cũng ngộ ha. Cái này làm có nuôi dễ thương. Dễ thương à. Cái này mà nuôi mà nhìn ngang chắc đẹp nữa. Dạ. Thấy nó bơi đẹp hơn. Dạ. Rồi để đây người ta nuôi hồ kiến tại nhà em có sẵn thao, em lấy thao em nuôi. À. Nhưng mà cái này để nuôi đây mèo vô sao ta? À, chưa thấy bị mèo. Chừng nào thấy vô thì tính. Đẹp. Còn này nuôi gì em? Này thả rong hả? À, hồ không thôi, để em lấy nước em thay qua. À. Coi như nước này để cho nó bay hơi mấy cái gì dạ, sẵn hết đúng không? Ok các bạn vô coi chim nữa bạn. Thấy mấy con chim gọi là chim này gọi là cái gì ta quên rồi, chim cu. chim cu trái cây. Cu trái cây hả? Ông đi từ chuồng đầu tiên đi mấy bạn. Này là bên này phin, cái chuồng đầu tiên này phin. Phin chim đúng sẻ. Rồi, phin. Sẻ. Này là chim sẻ. Sẻ các loại. Sẻ các loại. Đẻ không em? Dạ cũng có đẻ. Em gắn ổ nhiều. Đủ loại luôn. Nó ra được mới chim con. Mấy con chim con chưa có màu á, xám xám á. Tụi này sống hòa đồng luôn, vui ha. Tụi này có ồn không ta? Cũng ít, kêu líu líu nhỏ nhỏ nhỏ. Ôi con cu gì đẹp quá vậy? À, cu kim cương, Hà Lan. Cu kim nó cương có con Lan. Chim con của nó đây nè. Làm sao thấy được không ta? Đây nè. Chim con 10 ngày tuổi á. À, cái này phải qua bên kia rồi quay qua mới thấy. Đó. Hay quá ha. Này ăn hạt kê không, có ăn gì không ta? Trái cây hả? Kê vậy ha. Kê không kê à? Kê với cám, cám trứng. Cám trứng. Dễ thương. Tụi này nó vít 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 vậy thôi chứ nó cũng không có ồn ha. Không dạ. Có tụi như tụi lớp bớt. Lớp bớt ồn lắm. Ồn trời ơi. Bữa em cũng có nuôi lớp bớt á. Ồn quá chịu nổi, điếc ngủ tai. Mình nuôi chung nhiều loại ở nhà nó cũng ghép cặp bình thường luôn. Dạ. Cặp nào đi theo cặp đó. Có nào nó hybrid không ta? Nó la hai dòng này qua dòng kia không? Hiếm lắm. Nói chung làm vậy cũng khó lắm chứ không phải nó chịu nhau đâu. Nó khác loại nhiều khi nó quýnh nữa. Cái cặp cu Hà Lan hả? Dạ. Đẹp quá. Con mắt nó có cái viền đỏ mà. Cái bông nó, cái màu nó xám xám, bông nó trắng 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 cái cánh. Dễ thương quá ha. Bị cái tật các bạn ơi, giờ đi lại muốn có một cái chuồng này ở nhà nữa. Bị bệnh. Thấy ta dễ có mà. Dễ mà, ngày từng ngày có rồi. Anh lu bu quá, không có thời gian. Không, cái này nuôi nhàn lắm em. Chưa nuôi nhàn. Có mấy con này yến hót. Có con yến hót à không? Dạ có yến hót. Hồi xưa anh có mấy con yến hót cũng hay lắm mà sau này lu bu quá bỏ mất ổn. Con dưới. Ngoài con dưới đẹp. Rồi. Con nghe con gì á? À, con chim cút màu Indo. Chui vô được không? À, không được. Rồi. À. Con này mắc không? Con này cũng rẻ, vài triệu. Này có thể đưa điện thoại vô đây. Chim cút hả? Dạ, cút màu. Cút màu. Ui. Bài dữ à. Nó thấy cái điện thoại sợ. Ôi con trống đẹp quá đẹp. Trống đậu trên. Nó đậu trên này nè. Thấy không ta? Thấy thấy. Cái màu đậm quá ha. Dạ. Mấy triệu con hả? Dạ một con để coi. 6 triệu. 6 triệu. Đẻ không? Đẻ lần nào chưa? Chưa, em mới để ổ vô được tuần rồi. Thấy có dấu hiệu vô? Có, quay cái ổ trần do rồi đó. À. Mốt có chim con chi anh nha. Dạ ok. Cái quay cái ổ tròn nữa trong góc nữa. À. Thì mấy chậu tha gom vô quay tròn vo. À dạ, gom đó là tự nó tha vô nó quay á hả? Ừ, em quăng cả đùi này, tự nó tha vô. Rồi, sắp có tin vui. Sắp có tin vui. Ơi tụi này nuôi đẹp quá. Nó gọi là gì anh quên. Cái này mà anh nuôi ngoài sân anh cắt cánh anh thả cho đi vòng vòng mới đẹp. À. Này tên là gì quên rồi? Chim cút màu Indo. Cút màu Indo. Dạ. Nhưng mà nó đâu có nó được phép mà hả? Nó dạ. Là dạng da cầm nữa hả? Dạ đúng rồi. Con này thì không có quý hiếm gì hết, bình thường. Ôi nó đẹp quá. Đó. Sặc sỡ vậy đó. Nhìn nó như cho mấy gọi là châu Phi được ha. À. Da đen mà trên đầu gắn màu sắc đâu này nọ, đẹp. Yến hót đâu có hót không em? Dạ ít của mình. Nó nuôi chuột bự ít hết. Còn bên này là cái gì? Ồ, con này cũng đẹp quá nè. Con giữa nè. Con chim
Phước Đô, chim chim cu trái cây. Cu trái cây hả? Trái cây đầu đen. Có ho, có gáy không? Cũng có. Gáy nhiều á. Gáy nhiều á. Gáy được bây giờ nó chịu con mái rồi, hai con đi chung với nhau á. À. Gáy nhiều á. Này là ăn cặp đó hả? Dạ. Con đực thì mặt trắng, còn dạ, con cái thì xanh hết, xanh hết luôn. Này dễ nhận biết giới tính ha. Cũng xây tổ gì chưa? Chưa. Nó chịu cái ổ ở giữa này mà chưa thấy đẻ. Cũng là kê với cám thôi. Cám. Có lúa cho nữa. Ăn thêm cám nhồng, cái viên đỏ đỏ đó. Viên đỏ cám nhồng hả? Cám nhồng thì nó cung cấp vitamin nữa nè. Nó có trái cây chậm. Cũng có vitamin. Rồi rảnh thì cắt chuối bỏ vô thêm. Dễ thương quá, mấy con chim đẹp quá. Đây là vịt mỏ ngắn nè các bạn. Vịt Hà Lan. Hà Lan, gọi là khâu đất ha. Khâu đất. Rồi có trứng đang đẻ luôn kìa. Mới đẻ được hôm nay á. Mới đẻ luôn á hả? Cặp của anh nó con cái nó màu, con đực nó, dạ, nó trắng. Em cho ăn cái gì? Hạt kê. Kê ăn lúa, lúa. Cám. Nó mê kê không ta? Nó cũng không thích lắm, em thấy nó thích lúa với cám mà. Anh thấy kê nó bới văn đầy mày đó. Đúng rồi, em thấy nó không thích cám lắm. Đây là lô kê, anh cũng có bỏ thử thấy nó không ăn. Còn dưới đó là con mái, con trên cái thao là con trống. Đúng rồi, trống nó bự con hơn mái. Này em có vịt con không? Chưa. Cũng có nhiều bạn nuôi, nhiều bạn thấy anh quay clip thích quá muốn mua. Thì có gì để anh giới thiệu ai hỏi, nhưng mà có không nè, để có gì ai hỏi anh giới thiệu chừng luôn. Mấy ngày nữa rồi có trứng nở rồi nè. Ủa vậy hả? Vậy là đang ấp ở nhà hả? Dạ đang ấp. Điện lát cho anh vô coi cái ô trứng nha. Ê, vịt con nhiêu bé ta? 3-4 triệu anh. 3-4 triệu. Một con. Ok. Tại vì nó nhỏ con, bạn mỏ nó ngắn, nhìn nó dễ thương lắm. Mà cái nết tụi này nó cũng lanh nữa. Nết nó lanh. Nó dạng người. Dạng người, dễ thương. Có dòng kiền không? Có mã số. Cái mỏ nó ngắn hơn con vịt bình thường anh thấy không? Đầu nó cũng bự lên. Hai cái má giống như hai má bánh bao à, thấy không? Dễ thương. Má phồng lên. Vịt bình thường mỏ dài vậy nè. Này hết rồi. Làm cái gì đó? Này là cu gì? Cu Thái Lan. Cu Thái hả? Cu Thái cu mà vàng, cu nhỏ, thái. Cu vằn. Vàng trắng. Vịt anh nó đẻ, chắc anh phải nhốt vô chuồng giống em quá, anh thả lan ngoài á, nó đẻ tùm lum tùm la, đẻ xuống anh nước. Anh không để ổ nữa hả? Để ổ vậy nè. Anh cũng có để ổ luôn, nhưng mà anh thả nguyên cái chuồng của anh ngàn mấy mét vuông bự quá, nó cứ đi vòng không vòng. Không biết ở đâu thì đẻ. Đẻ tùm lum luôn. Rồi khi nó đẻ xuống nước nó hư trứng ngủ quá trời luôn. Thao nước này nè các bạn. Thật ra nuôi vịt thì cũng không cần nhiều đâu, các bạn có thể làm một cái ao nhỏ, cũng không cần rào kính vậy đâu. Gào lưng lửng thôi là ok rồi. Đâu biết bay đâu. Dạ. Có ở nhà con này nó bay được á. Bay thấp thấp được á. Con nhà anh thấy không bay. Không bay hả? Không bay. Cắt cánh không? Không có cắt cánh luôn. Dạ. Mà nó dí, nó lũi người ta. Làm ghê, nó dí. Đưa hai cánh vô, nó dí mấy con chim vậy nè. Mấy canh nhà luôn. Canh nhà dữ lắm. Anh em nào mà thích á, có thể làm cái hàng rào lên khoảng chừng 90 mét gì đó. Xong rồi có cái thao nước nhỏ vậy thôi là đủ nuôi rồi đó. Rất là dễ thương. Gọn mà. Gọn. Người không biết cứ tưởng nuôi vịt là tốn nhiều chỗ. Tốn ao, tốn đồ. Đây là bạn Sirama. Nó ra cả bầy rồi đó. Vị tướng thấy ghét không? Này đi cái tướng còn hơn cái gimbal. Quay tà le luôn. Đuôi một đường mà đầu một đường. Đầu một đường. Thì cái này thật ra là cũng hơi lỗi, bị méo chút xíu. Nó bị dẹo á. Bị dẹo. Nhưng mà nói chung mình nuôi ở nhà mình chơi thì mình thích cái màu, cái phong, cái dáng đó thôi. Chứ cũng không có này nọ quá. Cắt cánh đó em. Đúng rồi. Bữa nó dài quá, nó ngót dưới đất á. Dơ cái em cắt. Cắt cho nó cao ngân. Áo by the sea người ta phủ gót, phủ chân rồi mới đúng ra dáng bóp rồi chơi cắt luôn. Là ta chơi người mẫu, còn mình chơi cái này đồng quê mà. Bốn bàn kia, bốn bàn mái, mái tơ. Nó đè nó dí, nó đạp ghét. Mổ muốn chọc đầu con người đó. Gì đó. Không có mái lớn hả? Không đẹp. Không đẹp. Mái tơ vậy mà nó đẹp. Mang ơn đẹp mà người ta đâu bán. Ô đẹp á.
mát, các bạn ngồi đây mát. Gần nhà, hai anh em gần nhà, cách nhau chắc khoảng 2 cây quá. Dạ, khoảng 2 cây thôi. 2 cây á. Xuyên lắm nha các bạn, nhà ở đây mà sáng nào cũng đi xuống Sài Gòn làm á. Xuyên. Em cũng một năm em cũng đổi tới mấy món rồi. Ờ, đổi bữa giờ 3 món rồi. 3 món rồi. Sau dịch cái đổi ngon liên tục. Đầu tiên rồi bạch thái. Rồi gà Hàn Quốc, gà trà sữa. Gà Hàn Quốc là gì ta? Gà chiên nữa hả? Ờ, gà sót Hàn Quốc á. À, gà sót Hàn Quốc á hả? Gà kiểu sốt nước tương nữa hả? Cánh gà kiểu đó. À, sốt giống như cũng chua chua ngọt ngọt. Ừ. Rồi giờ có tới mì, gì? Giờ trà sữa nữa. Trà sữa. Rồi giờ bán ở đâu? Chợ gì? Hợp Thị Kỷ hay vẫn còn Hợp Thị Kỷ? Giờ em ra chợ Gò Vấp rồi. Chợ Gò Vấp hả? Dạ. Mọi người mà có đi ngang chợ Gò Vấp khúc nào kìa, sẵn trước cổng trường Đại học Công nghiệp đó. À, ngay khúc đó đó hả? Trước cổng trường luôn. Là mình cái xe thôi? Dạ. Là một mình ban hết luôn á hả? Đâu có. Ban sao anh? Ý là một mình cày hết rồi luôn. À dạ. Mình làm hết. À, giờ gì đồ ăn làm chuẩn bị đây hả? À, ngậm với Phú Nhuận. À, đồ ăn làm với Phú Nhuận, xong rồi để anh kia bán. Giỏi á bạn. Cây này cái gì mà lá ngộ á ta, lá vuông vuông vuông. À, cây tóc thần. Tóc thần hả? Tóc thần. Nó như một cây giả vậy bạn, ta nhìn này nó giống như đẹp là cái ha. cây sắt mà gọi là bọc nhựa không? Y chang luôn á. Mà cây thiệt nha các bạn, cái lá nhìn cũng ngộ nữa, coi nè. Lá y như ai lấy kéo cắt đầu này phá chơi vậy đó. Mà cái thân đó nè, thân đúng ngộ luôn. Nó là dương sĩ anh. Dương sĩ á. Những cái này là hạt giống của nó, bào tử. À. Cái nâu nâu này nè. Là bào tử á. Ồ. Đây này, để nó hạt giống nó đây đó. Ngộ ha. Bào tử nó rớt xuống đất là nó sẽ mọc lên. Ồ. Thiên nhiên nhiều cái hay chưa? Là một cái lá vậy là cả triệu cái bào tử luôn. Nhiều lắm. Đọc ha, giống tiếng ốc mường hồn. Đâu cho anh coi cái ổ trứng vịt với. À, 100 ngàn. À đây, ấp đây ha. Thân thùng nữa. Xài máy dởm thôi. Quan trọng là ra được con, cần gì dởm xịn. Được 4 trứng hả? Dạ. Có trứng này là sắp nở nè. Trứng này là ngày 29 tháng 12 nè. Các bạn thấy gân máu. Gân máu. Có con hả? Có con đang nhúc nhích ở trong nè. Mình cũng sắp được mấy trứng này thì mới thôi. Dịch này nó đẻ khoảng bao nhiêu trứng ta? Nó cứ đẻ ra vậy đó. Nhưng mà khoảng bao nhiêu trứng nó ngừng? Khoảng 6 trứng. Em thấy cũng không ngừng nữa. Nó ngừng chừng 3-4 ngày cái nó cũng đẻ tiếp ra 1-2 trứng vậy đó. Chứ nó không phải là ngừng hẳn luôn giống dịch kia. Ừ. Trứng của nó nhỏ hơn trứng thường đúng không? Dạ. Có trứng nó cầm được luôn. Nó trứng mới cầm được. Ngày 11 tháng 1. Tháng 1. 11 tháng 1. Là mới đây. Hai mấy ngày nữa ta? 28 ngày á. 28 ngày. Dạ. Kia là nhiêu? 9 tháng 12 hả? Đó, ngày ra nó không có khoảng là nhiều nhất của nó em thấy cỡ 6 trứng rồi. Cái này là ngày 16 tháng 1. 16 tháng 1. Là mới. Cũng mới hôm nay cũng mới thêm trứng nên là để Giang lụm ghi vô. Cái này là ngày 29 tháng 12. 29 tháng 12 coi như đầu tháng. Ủa sao mấy ngày nở được? Này cũng sắp nở thôi. 29 tháng 12 thì hôm nay ngày mấy ta? Hôm nay 17 tháng 1. Hôm nay 18. Ừ, cũng 20 ngày, tuần lễ nữa các bạn. 8 ngày nữa sẽ có một ổ. Ê quên, có con nè chứ không được nổ. Con. Con là mừng lắm mà. Máy này em tự chế ha, mua đồ về tự chế ha. Dạ. Hôm nay ngày 18 đúng không em? 18. Đây các bạn, ấp trứng gà, trứng vịt với trứng y gu nó khác nhau. Các bạn thấy không, ấp trứng gà, trứng vịt nó có cái này là cái bàn để nó đảo. Để đảo trứng. Nó đảo trứng.
con gà con vịt khi mà nó ấp trứng á là à, gọi là nó sẽ dùng cái chân nó đạp để nó chở cái mặt trứng, thấy không? Ví dụ như mà mình cái nào mới đâu, này mới tức thì luôn đúng không? Ví dụ cái trứng này nó nằm trong ổ nó vậy đi ha. Nếu mà nó để nguyên vậy nó ấp hoài á thì cái mặt dưới này nè nó sẽ bị sát trứng, nó không có tiếp xúc được cái nhiệt từ con mẹ nó. Trên đây là con mẹ nè, đây con mẹ nè, con mẹ nằm ấp vậy nè, thì trên này nó sẽ ấm nhưng mà ở dưới này nó sẽ lạnh. Cho nên là con gà con vịt á khi mà nó ấp trứng á là nó sẽ đảo trứng, đảo trứng nó lật lại cái mặt thì nó lại ấp tiếp, thì nó đảo đó. Còn nó khác con igu ha, con igu là nó phải tỉnh, con igu là nó phải để yên vậy luôn đó. Cái này là cái để đảo nè, à, thấy không, nó sẽ có cái quay đâu rồi, nào quay không, nó tới giờ tưởng nó quay 2 tiếng nó quay đây rồi. đây là cái đầu quay motor. Đây là cái motor ha, nó sẽ quay 2 tiếng nó sẽ đảo lần, khoảng 2 tiếng nó đảo 90 độ. 90 độ là sao ta, nó sẽ lắc nghiêng, nó nghiêng qua nghiêng này khác dạ. Nó nghiêng bên kia trái. Bên trái xong nó nghiêng qua bên phải y vậy. Cái này là cái quạt để tản nhiệt dạ. Ồ, ở đây em không có xài cái nhiệt nào luôn á hả? Dạ có mấy cái dây này nhiệt nè, mấy cái dây à, dây này là để thanh nhiệt đấy hả? Ừ, dây mai so ở trong á, anh giờ vô nó nóng á. Giờ vô nó nóng mà. Hay ha. Mấy cái móc hồi xưa tôi xài đèn không à. Xài đèn dây tóc không à. Dạ. Này mua cái bộ này nó tự động sẵn. Bộ này tự động sẵn luôn. Nó tự nó canh nhiệt, tự canh ẩm, dư thiếu rồi nó báo. Nhưng mà cái thùng này là em mua nguyên cái thùng này là người ta làm sẵn hay là không, về mình mua cái chế? Bộ thôi, người ta bán cho mình cái bộ thôi. Mình về mình có thùng xốp mình bỏ vô. Thùng xốp bỏ vô. Cái này mình cũng trong cái bộ luôn hả? Dạ, hay là từng đúng rồi, trong bộ luôn. Bộ gì là bao nhiêu em? À, cái khay hình như là 200-300 nè, rồi cái máy đó hình như 400 nữa hay sao. Tổng không hết khoảng 800-900 gì đó. 700-800 gì đó vậy ta. 800 đi. Cái này là cái gì ta? À, cái đầu đó, độ ẩm với nhiệt độ của nó đó. À, đầu đó, độ ẩm, nhiệt độ. Cái nhiệt độ áp đỡ tụi này là nhiệt độ bao nhiêu và độ ẩm bao nhiêu em? Khoảng 37,7. 37,7 dạ. Là nhiệt độ, còn độ ẩm? Độ ẩm thì 40-60, tùy theo ngày tuổi của nó. Anh không? Gì độ ẩm nó cũng theo ngày hả? Dạ, ban đầu thì nó hơi khô một xíu, còn khúc càng về sau thì càng nhiều ẩm. Ồ, anh em không có để hộp nước ở dưới nè. Ờ, à, đúng rồi, anh tính hỏi là sao không thấy chỗ nào cung cấp độ ẩm á. Có hộp nước ở dưới. Đây hộp nước đây các bạn. Có hộp nước ở dưới thì mình phải canh cái ngựa nước sao cho nó đủ ẩm. Ừ. Mấy ngày cuối phải ẩm nhiều, chứ là trứng vịt phải tắm mát nữa. Sợ. Lấy ra ngâm nước nữa, xịt nước nữa. Lấy ra ngâm nước nữa? Ờ. Cũng cần chứ mà. Để cho khô khoảng nửa tiếng, cất vô lại để ấp tiếp. Còn nếu bên ngoài tự nhiên thì nó làm ẩm bằng cách nào ta? À, con mẹ nó đi tắm. Đi tắm cho con mẹ nó đi tắm rồi nó vô nó ấp vô trứng nó. Con vịt thì nó bơi dưới nước bạn, lông ở dưới bụng nó, đầu nó dính ướt, đầu lên nó chụp dạ. Lên con nó. Hay ha. Thì trong gọi là nhân tạo thì chúng ta sẽ mô phỏng lại theo giống như tự nhiên. Tự nhiên thôi. Thành ra trứng vịt, trứng thủy cầm á là nó ấp khó hơn trứng gà nhiều quá. Ừ. Kỹ thuật nó cao siêu quá. À, thủy cầm nó khó đúng rồi, con gà nó trên cạn không, còn con vịt con đò nó bơi đi. Con gà thì cứ để đúng nhiệt độ và khô khô và nở thôi. Ừ. Bữa giờ em ấp tỷ lệ đạt cao không? À, cũng ít lắm anh. Coi như là được bao nhiêu phần trăm? À, thấy được có mới có mấy con con à. Mấy con con, bữa giờ ra mấy chục trứng rồi. Mấy chục trứng mà ra được mấy con? À, được 3 con. Trời ơi. Nhưng mà em cũng khá cũng chạy chật nữa. Mình đẻ cũng được mấy chục trứng các bạn mà hư hết luôn, chưa ra được trứng nào á. Chắc nhốt ngay chỗ nhỏ hơn hơn ha. À, để nhốt, rộng quá. Nhốt chỗ nhỏ hơn. Rộng quá nó đẻ tùm lum, nó đang đẻ nhà kìa. Mà nó cứ đẻ suốt à. Mà nó đẻ dưới nước luôn, cái trứng thâm xì luôn. Nó cứ đẻ suốt thôi mà. Đâu có người nghĩ đâu. Tôi cũng mong có một bầy vịt con nó đi lẹt đẹt theo sau mà chưa có được nha. Giờ con này mà một con nó nở ra là khôn lắm nè. Ừ. Mình nó theo mình luôn. Theo chủ luôn. Ok, thôi đóng lại cho giữ nhiệt đi em. Ok các bạn, ở đây bình yên quá. Ủa con thằng ngằng đuôi gai có quay được không ta? Thôi đi, nín khỏi đi. Nhịn đi. Này lá gì quên rồi ta? À, lá McDowell. McDowell. Bự lắm, nó còn bự nữa. Bự còn bự nữa, anh thấy mấy cái lá đi triển lãm bự lắm. Ừ. Cái này là nó... Nó non á. Non á. Nó non đẹp ha. Đẹp. Hồng hồng. Nó non màu hồng xanh xanh. Hồng hồng xanh xanh.
Ồ, con này, cây này bữa cái bạn nào bên chuyển lá mà người ta like ra được cái gì mà cái gân đỏ đó đúng không? Dạ. Cái đó gọi là cái gì quên rồi ta? Cái đó ngọn Riosum, nhỏ hơn. À, mà gân đỏ lá xanh đậm luôn. Gân đỏ là Pink Ven, Pinky. Pink Ven. Sướng. Ok các bạn, ngày xuân thì đi thăm những anh em trong hội sinh nhật cảnh, những anh em có cùng đam mê. Thì các bạn thấy đó, đi vòng vòng anh em sinh nhật cảnh thì mỗi nói ai cũng yêu thích gọi là sinh vật cảnh hết. Mỗi người thì có hứng thú với một dòng, một cái loài nào đó. Cho nên là đi giao lưu, chia sẻ với anh em đồ này nọ rất là vui, rất là thú vị luôn ha. Thì giờ kết con đó con là cúc. Con gì? Cúc màu. Cúc màu. Con cúc màu. Em hồi xưa nó có con cái phong trà nuôi con cúc Cali cũng thịnh lắm á. Em cũng thích con đó, chưa mua được. Nên chưa mua được đó hả? Chưa mua. Hồi đó cúc chuồng cũng hết chuồng nuôi rồi. Cúc Cali cũng dễ thương lắm á. Cái này thả ra đi vòng vòng dễ thương lắm nè. Kết cho con cúc Cali nè với lại con cu trái cây. Tên cu trái cây là sao? Cu trái cây ta? Ăn trái cây. Khoái ăn trái cây đó. Trong thiên nhiên mình ăn trái cây. Ăn trái cây cũng khó chăm, nếu mà trái cây em cho ăn cái gì? Nhưng mà mình nuôi thuần rồi, mình nó ăn cám không à? Ừ, cho ăn cám nó dễ cho. Yeah. Trái cây rồi nó bị mùi hư rồi nó bị ba cái con bù hóng nó bu lắm. Thì em cũng cắt chuối vô cho nó ăn nhưng mà để có ít thôi, để nó không có bị hư. Nó ăn hết trong vài tiếng là nó ăn hết. Ok các bạn, thì đó. Mấy anh em cuối năm gặp nhau rồi chia sẻ cái đam mê cho nhau rất là thú vị luôn. Qua đây gặp được mấy bạn này cưng quá, đưa vô gọi là cái gì ta? Wishlist. Đưa vô wishlist từ từ sắm. Ok anh em, sắp tới sẽ có những cái sản phẩm của mấy bạn dịch mỏ ngắn, dịch Hà Lan, Coduck. Thì rất là nhiều bạn hỏi anh em ơi, mấy bạn dịch dễ thương quá, anh chỉ cho em chỗ bán. Thì hôm nay mình giới thiệu đây là Trần Lan. Trần Lan sẽ có dịch nhưng mà cũng không có nhiều đâu nha các bạn. Giá một bé đó khoảng 3-4 triệu hả? Mà cũng không có nhiều đâu nha các bạn. Nó cũng khó đẻ đó. Mình đẻ mấy chục trứng mà chưa ấp được lần nào hết. Thì hy vọng là sẽ đẻ được rồi chia cho anh em chơi rất là dễ thương ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye.